Rồi hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo cầu của bạn Văn Nguyên và bạn Lý Tịnh, cái yêu cầu mình làm về Ngọc của vị tướng Amelie đi gần. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bán Ngọc dành cho Amelie đi gần nha. Cái bán Ngọc này đi gần thì nó có hai cái bán Ngọc. Còn đi top thì mình sẽ dùng một cái bán Ngọc thôi, tại vì đi gần tùy theo tính chất mà mọi người chơi. Một là mọi người có thể thích theo tốc đánh. Hai là mọi người thích mạnh đầu chặn, mạnh đầu game á mọi người. Nhưng mà bù lại thì cái tốc đánh nó giảm. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì cái bản ngọc đi gần đầu tiên mình sẽ lên theo kiểu tốc đánh, nhưng mà bản ngọc này thì mình cũng hay dùng thôi, tại vì mình dùng theo tốc đánh là tại vì tem của bạn á là máu mỏng á, mình vô mình thấy tem bạn mà máu mỏng á thì mình sẽ chọn cái bản ngọc dành cho tốc đánh. Còn cái bản ngọc mà mạnh nó đầu chặn á thì mình sẽ dùng cho tem bạn là nó hơi trâu, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Đầu tiên thì ngọc đỏ mình lên nè, công vật lý và xiên giáp là 10 viên, công vật lý xiên giáp nha mọi người, 10 viên. Ngọc thứ hai mình sẽ lên là sao ghi 10 viên ngọc tím, mình sẽ lên là tóc bánh tóc chạy nha, 10 viên. Còn ngọc xanh đó thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp luôn, 10 viên. Thì cái bản ngọc này nó có công vật lý còn 29, xiên giáp 100, tóc chạy 10%, tóc đánh 10% nha. Bản ngọc này đi gần cũng được nha. Và đặc biệt á thì ở mùa này á, mọi người có thể lên cho mình 10 viên công vật lý xiên giáp này thành 10 viên tỷ lệ chí mạng 1,6% cũng được nha. Còn cái bản ngọc thứ hai thì mình sẽ dùng cho đi gần mà mạnh đầu chặn á, thì mình sẽ lên nè tỷ lệ chí mạng 1,6% mình lên 10 viên luôn. Tại sao mình lại nói là mạnh đầu chặn? Tại vì nếu mà đi gần á mình lên 10 viên tỷ lệ chí mạng theo tem của bạn nha, và công vật lý 1,6 tốc chạy 1% nha, tại vì chí mạng của mình nó cao. Còn ngọc xanh là xiên giáp và công vật lý 10 viên, mới vô đầu chặn á, tỷ lệ chí mạng mình đã là 16% rồi, nên là nó rất là mạnh đó mọi người. Và cộng với công vật lý 25 á, thì nó cũng rất là mạnh luôn. Mình chỉ giảm xuống cái phần xiên giáp thôi, 100 mình giảm xuống còn 84, nhưng mà bù lại mình có cái tỷ lệ chí mạng nó cao, và mình tốc chạy vẫn như thế như cũ là 10 nha. Còn tốc đánh thì mình không có, nhưng mà nó mạnh, tại vì nếu mà gặp thêm bạn á, đa số là sát thủ hai vị tướng nó lên, hay là AD á, AD với sát thủ là trong trong tên đội hình thêm bạn là có 50. Ví dụ như giờ có một đỡ đòn, một pháp sư, một pháp sĩ, một sát thủ, một xạ thủ, thì mình chơi ngọc hồi nãy là bình thường. Còn ngọc này á là nếu mà thêm bạn á trong 5 người mà có hai AD hoặc là một xạ thủ, 2D hoặc là sát thủ á người, 2D hoặc là một sát thủ và cộng thêm một pháp sĩ nữa, thì tem bạn á nó có tới 4 người, tính như là nó thiếu một vị tướng pháp sư chẳng hạn như đi, thì nó thiếu, thì lúc này mình đánh chí mạng nó rất là đam, nên là mình sẽ ưu tiên chọn cái bản ngọc này hơn nha. Còn về các phù hiệu của vị tướng này á, thì mình sẽ chọn như sau, chọn cái phù hiệu là ma tính nha, giảm hồi, ở đây thì chọn bảo mệnh, đúng rồi, cái nhánh màu xanh là ok nha. Rồi, phù hiệu là phù hiệu ma tính. Còn cái phần trang bị á, thì mình sẽ đi vào trang bị đi gần. Đầu tiên mình sẽ lên trang bị đi gần nha. Đi gần thì cái rìu la vi than trước. Tiếp theo là giày kiên cường. Tiếp theo là cây thương xuyên phá. Cây thương nha mọi người. Và tiếp theo là lên cái tóc đánh. Đây, phức hợp kiếm. Tiếp theo là cái thánh kiếm luôn. Cuối cùng là cái giáp phong mệnh nha mọi người. Đó, đây là trang bị đi gần nha. Rồi, cái phần chia sẻ về bán ngọc của Amelie đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.